Các bạn đang nghe chuyện tại thư viện sách nói miễn phí. Chuyện đọc việt.com. Sau đây là bộ chuyện khủng bố sống lại của tác giả Phật Tiền Hiến Hoa. Tập 319. Chương 3181. Sự phiền phức trong mưa lớn 1. Cơn mưa xối xả rơi không ngừng. Đây là thế giới bị nước mưa bao trùm. Ở thế giới này tất cả mọi thứ đều ướt. Trong không khí thì ngạt ngào mùi lạnh lẽo và ẩm ướt. Dương Gian đang dầm mưa, trong tay cầm cây thương dài màu đỏ, đang nhíu mắt, nhìn các con quỷ đang cầm cây dù không ngừng tới gần. Số lượng quỷ này nhìn giống như trước kia khi đối kháng với thuyền U Linh vậy. Nhưng mà hiện giờ Dương Gian đã không còn sợ cảnh như vậy, bởi vì cảnh như thể không chỉ trải qua một lần, hắn đã có kinh nghiệm và năng lực đối kháng với một đống ác quỷ này. Các ác quỷ này đã bị nhốt trong tầng này, họ đã không cách nào rời khỏi đây, đối với bên ngoài cũng không có uy hiếp gì. Cho nên ta cũng không cần thiết luôn phải đối kháng với đám ác quỷ này, chỉ cần tìm ra cây dù, vậy thì sự việc linh dị này sẽ triệt để kết thúc. Trong lòng của Dương Gian suy nghĩ, đồng thời cũng lập tức bắt đầu hành động. Dương Gian vừa bước đi trong mưa, vừa cầu nguyện, khi cây thương dài của ta đưa lên lần nữa, thì nhất định phải chỉ đúng hướng của cây dù thật sự. Sau đó hắn từ từ đưa cây thương dài trong tay lên, linh dị của quỷ cầu nguyện lần nữa phát huy. Cho dù bị mưa lớn quấy nhiễu, bị ác quỷ ngăn cản, nhưng lời cầu nguyện của Dương Gian vô cùng đơn giản, cho dù dưới tình hình này đã có đủ điều kiện hoàn thành. Cây thương dài đưa lên giống như một chiếc la bàn, bị ảnh hưởng bởi sức mạnh linh dị, khiến cho cánh tay của Dương Gian đang giơ lên bất giác thay đổi hướng. Hướng đó là phía trước bên phải. Phương hướng đã xác định, Dương Gian lập tức xông qua, hắn lúc này giống như một chiếc xe buýt quỷ bị mất khống chế, xông vào đám đông đen tối. Và bất kỳ linh dị nào cản đường hắn đều sẽ bị đẩy lùi. Con quỷ đầu tiên cầm cây dù màu đen là xui xẻo nhất. Vẫn còn chưa ra tay tấn công Dương Gian, dao chẻ củi đã trực tiếp chém xuống cánh tay đang cầm cây dù màu đen. Của con ác quỷ đó, cây dù màu đen bị rớt xuống, cơ thể của ác quỷ đó từ từ lộ ra trong mưa. Tuy nhiên, ác quỷ bị ướt đẫm trong cơn mưa xối xả đã bắt đầu tan chảy nhanh chóng, hòa vào nước mưa xung quanh thành một, và cuối cùng hoàn toàn biến mất trước mắt hắn. Con quỷ thứ hai đứng phía trước cũng không thoải mái, cơ thể của Dương Gian đập thẳng vào ác quỷ hoàn toàn không thể chống cự, trực tiếp bị đánh bay ra ngoài, cây dù trong tay cũng bị rơi xuống đất. Con thứ ba cũng như thế, Dương Gian đưa tay đánh ngã xuống đất, sau đó trực tiếp chìm trong yên tĩnh, không thể nào ngồi lên được nữa, con thứ tư, con thứ năm. Linh dị đáng sợ ở trước mặt Dương Gian rút lui, ác quỷ bao vây không thể nào cản bước chân hắn. Rõ ràng là Dương Gian đã trưởng thành và ngày hôm nay đã không còn như trước nữa. Hoặc có thể bất kỳ ác quỷ ở đây mà thả ra ngoài đều ấp ủ một sự việc linh dị đáng sợ, nhưng hiện giờ họ đã không thể nào đối kháng với Dương Gian. Rất nhanh, con chó hung dữ trong đầu của Dương Gian đang gầm lên, hình như có một sức mạnh linh dị nào đó đang tấn công ý thức của hắn, nhưng mà rất tiếc. Hiện giờ Dương Gian không có bản ngắn, linh dị chưa biết mà muốn xâm nhập vào ý thức của hắn thì nhất định phải qua ải của con chó hung dữ trước. Nhưng ở mặt ý thức, quỷ mộng là linh dị xuất sắc nhất, hắn vẫn chưa phát hiện ra thứ gì có thể đánh lùi con chó hung dữ. Do đó khi con chó hung dữ đang gầm gừ trong đầu, thì nói rõ đang có một con ác quỷ đang bị xé thành từng mảnh. Bùng! Một cái xác lạnh lẽo đã bị Dương Gian đụng bay ra ngoài. Dương Gian lúc này phát hiện trước mặt trống trải, cũng không còn thấy ác quỷ màu đen đang cầm cây dù, cũng có nghĩa là hắn đã xông ra bao vây của ác quỷ. Nhưng mà bao vây mới đã được hình thành. Chỉ cần hắn còn dầm mưa, ác quỷ ở xung quanh cũng sẽ không ngừng xuất hiện, chưa từng ngừng qua. Dương Gian quay đầu nhìn lại. Những nơi hắn từng đi qua đều để lại từng cây dù màu đen. Hoặc có thể cây dù thật sự đang ẩn núp trong đó. Và Dương Gian cũng làm biếng đi kiếm, hắn lần nữa cúi đầu cầu nguyện, muốn linh dị của quỷ cầu nguyện chỉ dẫn một phương hướng, cũng xuất hiện như cầu nguyện lúc trước. Dương Gian lần nữa cầm cây thương dài trong tay lên, nhưng lần này cây thương dài màu đỏ lại không chỉ phương hướng, mà chỉ hướng phía sau, đó là một phương hướng mới, chứ không phải chỗ từng đi qua. Với tình hình này xuất hiện, có nghĩa là con quỷ cầm cây dù thực sự đã ở trong trạng thái di chuyển và không ở yên một chỗ chờ đợi Dương Gian đến gần. Đang chơi trò trốn tìm với ta sao? Ánh mắt của Dương Gian nặng nề, có một chút thay đổi về hướng mà hắn đang giơ cây thương dài lên. Và phạm vi đó ác quỷ vẫn đang di chuyển, và tất cả đều giống nhau, thật chất không thể nào phân biệt được cây dù trong tay ác quỷ là đúng thứ hắn đang cần. Dương Gian không gấp hành động,
hắn đang suy nghĩ. Nếu như Dương Gian cũng như trước đó mà hành động thì cũng sẽ uổng phí công sức, bởi vì quỷ cũng sẽ đổi một vị trí khác. Nếu như ta hành động nhanh chút thì có thể bắt được con quỷ đó trước khi nó thay đổi vị trí. Nhưng với suy nghĩ ngắn ngủi, Dương Gian cũng không có cách nào tốt hơn, chỉ có một cách không được gọi là cách, nên thử xem sao. Dương Gian quyết định thử, cho nên hắn hành động lần nữa. Nhưng lần hành động này hắn không có dùng đến linh dị của dao chẻ củi, mà chỉ dựa vào cơ thể của mình mà đụng bay ác quỷ trước mặt, nếu như thế thì có thể tiết kiệm được không ít thời gian. Dương Gian chạy với tốc độ rất nhanh trong mưa lớn, khác với người thường, đám ác quỷ cản trở trước mặt cũng không cách nào ngăn cản. Chỉ cần vừa tiếp xúc thì đã bị đụng bay ra ngoài, ngay cả kéo dài thêm một giây cũng không được. Các bạn đang nghe chuyện khủng bố sống lại của tác giả Phật Tiền Hiến Hoa tại thư viện sách nói miễn phí. Chuyện đọc việt.com. Chương 3182, sự phiền phức trong mưa lớn 2. Và khi con ác quỷ bị đụng bay ra ngoài, cây dù màu đen cũng bị quăng khắp nơi. Dương Gian lúc này không cần thiết phân biệt thật giả, hắn chỉ cần đi theo chỉ dẫn của cây thương dài là được. Phương hướng lại thay đổi. Ngay khi hắn vừa định lần nữa xông ra khỏi vòng vây của ác quỷ, thì cây thương dài trong tay lại chỉ về một phương hướng mới. Phương hướng đó đã không còn ở phía trước, mà là bên trái. Không cách nào khác, Dương Gian chỉ có thể lập tức dừng bước và thay đổi, xông qua một vị trí mới. Hành động của hắn vẫn rất nhanh, đụng tung hoành trong vô số người đang cầm cây dù. Không ít người kỳ lại lần nữa bị đụng bay ra ngoài, cây dù trong tay lại rơi xuống dưới đất. Lần này Dương Gian có một cảm giác, bản thân mình rất nhanh sẽ tới gần cây dù thật sự. Phía trước, đám người tụ tập dày đặc, khiến người ta cảm thấy ngột ngạt khó thở. Những người này giống như từng bức tường dày, đi xuyên qua giống như sắp bị nuốt chửng, xung quanh lại không còn nhìn thấy gì nữa, tất cả tầm nhìn đều bị chặn lại. Thời gian Dương Gian bị dầm mưa đã qua dài. Số lượng quỷ tập hợp lại nhiều đến mức đáng kinh ngạc. Số lượng này đã khiến cho Vương Thiện trong nhà cảm thấy run sợ. Số người dâng lên, Dương Gian bị đám người này chôn sống. Vương Thiện đang muốn tìm kiếm dấu vết Dương Gian, nhưng đám ác quỷ cầm cây dù màu đen không ngừng quanh quẩn, giống như hình thành một cơn sóng, thật chứ không nhìn thấy dấu vết của Dương Gian. Chỉ có thể nhìn thấy từng cây dù màu đen lẻ tẻ bay trên bầu trời, rồi từ từ rơi xuống dưới đất. Nhưng mà vẫn không có ích gì, bởi vì ác quỷ mới đã rất nhanh bù vào chỗ bị khuyết đó. Quá liều lĩnh, cứ tiếp tục như vậy, hắn sẽ bị tiêu hao đến chết, nhưng mà với tình huống này thì hắn chắc là có thể đoán trước, vậy tại sao vẫn còn lựa chọn làm như vậy? Vương Thiện vừa lo lắng vừa cảm thấy khó hiểu. Đôi chút, có gì đó không ổn. Đột nhiên, Vương Thiện lại phát hiện ra điều gì đó. Bởi vì gần đó có quá nhiều quỷ cầm cây dù, dẫn đến những cây dù màu đen lúc này đã lần lượt xếp thành hàng, lại có thể che đi cơn mưa xối xả trên đầu. Dương Gian đã đi qua đó và đã tránh được trận mưa lớn trong một thời gian dài, do đó có rất nhiều quỷ tập hợp lại xung quanh lại lặng lẽ tản đi trong vô thức. Đây có thể là cực hạn trong quỷ dù, quỷ quá nhiều không những không tạo ra tổn hại cho Dương Gian, mà lại đưa ra một sự giúp đỡ. Cho dù giờ quỷ ở xung quanh không còn tập hợp lại, nhưng hắn đã thuận lợi tìm ra cây dù đó sao? Vương Thiện đứng bên cạnh tiếp tục nhìn. Lúc này Dương Gian vẫn đi xuyên qua vô số cây dù màu đen, cây thương dài màu đỏ của hắn vẫn đang chỉ hướng, giúp hắn cách cây dù thật sự ngày càng gần. Nhưng việc phung phí sức mạnh linh dị của mình như vậy cũng sẽ khiến cho ác quỷ bên trong cơ thể Dương Gian nhanh chóng thức tỉnh, đã lâu rồi sự bồn chồn của ác quỷ đã hồi phục lại. Lần này lại xuất hiện lần nữa trong cơ thể. Rõ ràng, cực hạn của Dương Gian đã sắp đến, có thể tưởng tượng, hắn vốn có thể sống được 9 ngày, nhưng vào lúc này tuyệt đối chỉ tồn tại không quá 3 ngày. Nếu như vẫn chưa thể kết thúc sự việc linh dị này, thì hắn nhất định sẽ chết dưới ác quỷ thức tỉnh tại đây. Nhưng mà có cố gắng thì sẽ được hồi báo. Đột nhiên, cây thương dài trong tay của Dương Gian đột nhiên đóng xuống dưới đất, sức mạnh chỉ dẫn cho hắn đột nhiên biến mất. Sức mạnh này biến mất nói lên cầu nguyện đã kết thúc, cũng nói lên lời cầu nguyện đã hoàn thành. Cây dù hắn cần tìm đang ở gần đây. Dương Gian lập tức dừng bước, ánh mắt nhìn chằm chằm xung quanh, sau đó lập tức đưa cây dao chẻ củi lên. Không còn thời gian tìm ra cây dù thật sự, chỉ có thể chia cắt toàn bộ quỷ, dành hết tất cả dù trong tay họ, đến lúc đó đưa cho Vương Thiện thử. Phương pháp rất đơn giản, nhưng nhất định sẽ có hiệu quả.
cho nên dao chẻ củi trong tay Dương Gian lại lần nữa chém xuống. Những con quỷ gần đó không ngừng bị chia cắt, từng cây dù màu đen lần lượt rơi xuống đất. Đợi cho đến khi Dương Gian thanh lý hết những ác quỷ xung quanh, hắn mới cầu nguyện lần nữa. Cây thương dài màu đỏ rung lên, nhưng lại không chỉ dẫn một phương hướng cho Dương Gian. Thành công rồi, Dương Gian ngừng bước. Số lượng không nhiều, chỉ có 20 mấy cây dù thật sự sẽ được giấu trong đó. Nhưng mà giờ mưa lớn quá, Dương Gian lần nữa đứng dưới mưa lớn, đồng thời ác quỷ gần đó lại bao vây tiếp, ác quỷ dày đặc, thật sự tìm không ra bờ bến. Lần này Dương Gian lại gặp rắc rối. Nếu hắn tiếp tục đối kháng với đống quỷ này thì thật chất không có rảnh đi kiếm cây dù thật sự, nhưng nếu bây giờ rút lui thì nói không cùng cây dù khó khăn lắm mới có được sẽ bị quỷ đem đi. Không cần lùi, nhất định phải chống đỡ tiếp. Dương Gian hít sâu, đang muốn dùng quỷ lừa đảo để cứu sống lại Vương Thiện, để hắn đi kiếm cây dù thật sự dùng mình, nhưng linh dị của quỷ lừa đảo đã bị mất hiệu lực. Hình bóng hư ảo của Vương Thiện vừa mới xuất hiện thì lập tức đã bị mưa lớn rửa sạch sẽ, thật chất không cách nào sống lại trong trận mưa lớn này. Vậy thì dùng quỷ hồ. Dương Gian lập tức thay đổi suy nghĩ, định dùng thủy quỷ trong quỷ hồ để làm công việc của Vương Thiện. Nhưng mà nước hồ lạnh lẽo vừa xuất hiện thì lập tức hòa vào trong nước đọng xung quanh, cuối cùng linh dị vướng víu. Sẽ không còn chịu sự khống chế của bản thân, cho dù là Dương Gian có thả hết quỷ trong quỷ hồ ra cũng không có tác dụng gì. Rõ ràng, linh dị của quỷ hồ cũng bị mưa lớn phong tỏa. Lúc này, Dương Gian cảm thấy mình không còn sức để dùng nữa, một trận mưa lớn lại phong tỏa mấy loại sức mạnh linh dị của mình. Các bạn đang nghe chuyện khủng bố sống lại của tác giả Phật Tiền Hiến Hoa tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 3183, thu lại cây, dù 1. Tầng thứ 5 của cây dù màu đen còn kinh khủng hơn trong tưởng tượng, nếu không phải lần này Dương Gian điều khiển xe buýt quỷ. Hắn chết ở tại đây là điều chắc chắn, dù có linh dị của quỷ hồ thì cũng không được. Cho nên vào giây phút này, trong lòng Dương Gian ngược lại có chút may mắn. May mắn ngày xưa chính mình vẫn luôn không có lựa chọn đi xử lý sự kiện linh dị này, nếu không thì hắn căn bản sẽ chẳng sống đến ngày hôm nay. May là, sau khi trải qua một phen đối kháng, Dương Gian đã tìm được cây dù màu đen thật, khoảng cách giải quyết sự kiện linh dị này chỉ còn thiếu một bước nữa. Nhưng muốn một bước này thuận lợi thì nguy hiểm phải đối mặt vẫn như cũ không hề nhỏ. Tìm ra một cây thật trong hơn 20 cây dù, hơn nữa không cách nào vận dụng quỷ hồ, cũng không có biện pháp điều động Vương Thiện, nói cách khác. Ta chỉ có thể tự mình ra tay, đồng thời không thể phạm sai lầm. Một lần phạm sai lầm sẽ có khả năng bị cây dù màu đen đưa vào tầng thứ 6. Dương Gian cau mày, hắn vẫn đang suy tính phương pháp. Nhưng dưới cơn mưa to, toàn thân Dương Gian ướt nhẹp, cả người đều đang không ngừng chảy nước, ngay cả tầm mắt của quỷ nhãn cũng hơi mơ hồ. Đám quỷ chống cây dù màu đen ở xung quanh lần nữa tới gần một cách chậm rãi, chút không gian khó khăn lắm mới được dọn ra đang không ngừng bị thu nhỏ. Một khi quỷ ở xung quanh tiến lại gần, cố gắng trước đó của Dương Gian toàn bộ đều sẽ đổ sông đổ bể. Thử lần nữa vận dụng linh dị của quỷ cầu nguyện. Dương Gian trong lúc vừa suy tính cũng vừa làm thử. Hắn không chút do dự lần nữa cầu nguyện, nguyện vọng lần này hơi khác với trước kia. Thương dài rơi xuống, nhất định rơi bên cạnh cây dù màu đen thật. Nguyện vọng mới xuất hiện, máu tươi lần nữa chảy ra từ trên thương dài màu đỏ. Dương Gian ném thương dài trong tay vào giữa không trung, cố gắng khiến linh dị cầu nguyện tiếp tục chỉ dẫn chính mình, giống như trước đó. Nhưng linh dị của quỷ cầu nguyện lần này lại mất hiệu lực. Dưới cơn mưa lớn, máu tươi màu đỏ trên thân thương rất nhanh bị cọ rửa sạch sẽ. Tuy thương dài rơi trong không trung có kỳ dị dãy dụa một chút, nhưng cuối cùng vẫn vô lực rơi xuống, rớt xuống trước mặt Dương Gian, căn bản không cách nào chỉ dẫn Dương Gian tìm đúng cây dù màu đen thật. Nhưng không phải hoàn toàn không có hiệu quả. Khi thương dài màu đỏ đang dãy dụa đung đưa đã chỉ dẫn một phương hướng phỏng định, đó là ở bên phải. Dương Gian theo hướng đó nhìn qua, ở nơi ấy có 4 cây dù màu đen xếp chồng lên nhau, ngoài ra xung quanh còn vài cây rời rạc. Đếm sơ, hướng đó có tổng cộng 8 cây dù. Phạm vi nhỏ đi rất nhiều, nhưng muốn chuẩn xác tìm được thì cơ hội vẫn không lớn. Dương Gian lúc này sải bước đi qua, tiếp tục nhỏ giọng cầu nguyện, khi thương dài ngoi lên, nhất định chỉ hướng cây dù màu đen thật. Thương dài màu đỏ chảy ra máu tươi, tiếp đó lắc lư,
Lần này thương dài màu đỏ khá chuẩn xác chỉ hướng 4 cây dù màu đen tụ chung một chỗ. Lần này, Dương Gian gần như có thể kết luận. Cây dù màu đen thật chính là một trong 4 cây này. Tách những cây dù này ra, lần nữa cầu nguyện. Dương Gian lập tức vươn tay cầm thương dài tách 4 cây dù màu đen này xa nhau. 4 cây dù màu đen biến thành trên dưới trái phải mỗi bên một cây. Dương Gian đứng ở chính giữa, lần thứ hai cầu nguyện, cố gắng thông qua lần lượt cầu nguyện để tìm ra cây dù màu đen thật sự. Tuy hiệu quả rất chậm, nhưng ít nhất hữu dụng, chỉ cần làm từ từ thì nhất định có thể thành công. Ánh mắt của hắn quét qua 4 cây dù bên cạnh này, sau đó nâng thương dài màu đỏ trong tay lên. Cánh tay của Dương Gian không dùng chút lực nào, một luồng sức mạnh linh dị không thể khống chế đã xuất hiện. Loại sức mạnh này dẫn dắt cánh tay Dương Gian di chuyển, chỉ đúng về một hướng, nhưng rất nhanh loại sức mạnh linh dị này lại nhanh chóng biến mất, bởi vì mưa như chút nước lần nữa quấy nhiễu linh dị của quỷ cầu nguyện. Nhưng lần này vẫn đưa đến một ít hiệu quả. Tùy theo thương dài màu đỏ lắc lư, Dương Gian ngay lập tức loại trừ cây dù màu đen ở trước mặt và cây dù màu đen ở bên trái. Mục tiêu còn lại chỉ có hai, một cây bên phải và một cây ở sau lưng. Xác suất đã lên đến 50%. Nhưng Dương Gian không muốn cược, hắn tiếp tục cầu nguyện, muốn thông qua lần cầu nguyện cuối cùng hoàn toàn xác định đâu mới là cây dù màu đen hàng thật. Tùy theo Dương Gian lại điều chỉnh phương hướng, lúc lần nữa nâng thương dài trong tay lên thì phát hiện xung quanh mình đã không còn không gian. Chỉ riêng việc nâng thương dài màu đỏ lên đã chạm vào con quỷ ở trước mặt. Hơn nữa chút không gian này vẫn đang dần dần bị thu nhỏ. Ngoài ra, cây dù màu đen rơi dưới đất lập tức bị ác quỷ che mất. Dương Gian thậm chí đã trông thấy có một con ác quỷ chống cây dù cúi người xuống, vươn tay nhặt cây dù nằm trên đất. Hút. Các bạn đang nghe chuyện khủng bố sống lại của tác giả Phật Tiền Hiến Hoa tại thư viện sách nói miễn phí. truyệnđọcviệt.com. Chương 3184, thu lại cây dù 2. Giây phút này, Dương Gian lần nữa ra tay, dao dựa của hắn lại chém xuống, tách rời quỷ ở xung quanh, cứng rắn dọn ra một mảnh không gian. Nhưng hắn vừa mới dọn dẹp xong, tiếp sau đó liền có quỷ mới bổ sung vào khoảng trống, lần nữa vọt tới, khiến hắn chẳng có thời gian để cầu nguyện. Nếu hắn dừng một lần tập kích, hai cây dù màu đen đều sẽ bị lấy đi. Dương Gian cảm thụ được áp lực, cũng hiểu đây là phản công của linh dị tầng thứ 5. Không thể tiếp tục giằng co nữa, phải lấy đi. Hắn liên tục dọn sạch 3 đợt ác quỷ đến gần, cuối cùng vẫn không cách nào rảnh tay cầu nguyện, bởi vì một chút thời gian này quỷ có thể lấy đi cây dù. Đến lúc đó lời cầu nguyện của hắn có thể thành công, nhưng cây dù màu đen cũng có khả năng lần nữa bị lạc mất. Ta không tin mình thật sự xui xẻo như vậy, xác suất 50% không tính là thấp. Dương Gian cắn răng một cái, trực tiếp buông bỏ việc thủ vững tại chỗ, lập tức vọt tới trước 2 bước. Tiếp đó cầm một cây dù màu đen ở trên mặt đất lên, sau đó không quay đầu lại đi ra ngoài. Hắn chân trước vừa mới đi, chân sau chỗ trống ở đó đã bị bao phủ bởi đám đông vọt tới từ nơi gần đó. Nhưng ngay sau khi Dương Gian chạm vào cây dù, hắn lập tức cảm giác được tầm nhìn ở xung quanh dần dần mờ tối. Cảnh này rất quen thuộc, giống hệt lúc trước hắn đi sâu vào từng tầng nơi này. Cầm nhầm rồi, thế này là muốn đưa ta vào tầng thứ 6 sao? Dương Gian kinh hãi trong lòng, hắn muốn ném đi, nhưng tất cả điều này dường như đã muộn. Bởi vì trước mắt đã hoàn toàn tối đen, đồng thời quỷ xung quanh đã biến mất, cũng không còn nghe thấy tiếng mưa to nữa. Giây phút này, hết thảy đều không tồn tại, cả thế giới đều bao phủ trong bóng tối. Hơn nữa khiến người cảm thấy bất an là, sau khi xung quanh rơi vào bóng tối, ánh sáng cũng không xuất hiện nữa. Lúc đầu Dương Gian còn cho rằng lát sau sẽ khôi phục giống như trước kia, mãi đến khi hắn ngừng bước chân đợi một hồi thì mới ý thức được tình huống hiện tại khác với trước đó. Sau khi bóng tối xuất hiện, dường như sẽ không bao giờ biến mất nữa. Lúc này Dương Gian giống như bị nhốt vào trong một căn phòng nhỏ tối tăm. Nơi đây không có âm thanh, không có ánh sáng, không có cái gì cả, cũng không cảm giác được sự tồn tại của những thứ khác, như thể cả thế giới chỉ còn lại riêng bản thân mình. Càng như vậy, Dương Gian càng không dám ném cây dù màu đen ở trong tay đi, bởi vì thứ này là sự vật duy nhất có liên quan đến tất cả ở nơi này. Một khi đánh rơi ở đây thì hắn không xác định chính mình còn có thể tìm về được hay không. Bởi vì lúc này hắn phát hiện, dù là ở trong tầm mắt của quỷ nhãn thì mọi thứ xung quanh vẫn như cũ là một mảnh đen ngòm.
Ngay khi Dương Gian rơi vào trầm mặc, chợt, một âm thanh quen thuộc đột nhiên vang lên trong bóng tối, âm thanh rất quen, thuộc đó là của cô gái xuất hiện ở trong cảnh mơ lúc trước. Thực sự khiến người kinh ngạc, ngươi thế mà tìm ra được cây dù thật nhanh như vậy. Trong giọng nói lạnh nhạt của cô gái để lộ ra chút kinh dị, dường như cảm thấy khó tin vì sự thành công của Dương Gian. Dương Gian giật mình, hắn vừa rồi cho rằng cây dù màu đen trong tay chính mình là giả, không ngờ rằng cô gái này lại nói với mình thứ này là thật. Hắn bình tĩnh hỏi dò, sao ngươi biết cây dù này là thật? Giọng nói của cô gái vang lên, chỉ khi cây dù thật mở ra mới khiến ngươi luôn rơi vào trong bóng tối, chứ không phải mang ngươi đi vào vùng đất linh dị cấp độ càng sâu. Bởi vì bản thân cây dù là màu đen, hiện tại ngươi chỉ cần đóng cây dù kia lại thì bóng tối sẽ biến mất, hết thảy đều sẽ khôi phục bình thường. Đừng quên, thực hiện cam kết của ngươi, mang ta đi con đường quỷ của thị trấn cổ Thái Bình. Theo sau, âm thanh này lại biến mất. Xem ra cô gái này luôn âm thầm quan sát Dương Gian. Mắt Dương Gian lấp lóe, hắn không nghĩ nhiều, chỉ thu lại cây dù màu đen này. Quả nhiên giống như cô gái này đã nói, tùy theo cây dù màu đen chậm rãi đóng kín, bóng tối xung quanh dường như co rút lại. Sau khi cây dù màu đen hoàn toàn được đóng kín, bóng tối biến mất sạch sẽ, thay thế là một mảnh ánh sáng chói mắt. Dương Gian hơi ngước đầu nhìn lên bầu trời, lại phát hiện mưa dầm liên miên đã biến mất không thấy nữa, trên đỉnh đầu là mặt trời chói chang, mọi thứ đều đã khôi phục bình thường. Thấy tình cảnh này, hắn lúc bấy giờ mới nhẹ nhàng thở ra. Xem ra ngay lúc đó xác suất 50% là chọn đúng. Như vậy, sự kiện linh dị cây dù màu đen này xem như là đã được giải quyết tương đối hoàn mỹ. Thật sự là một món vật phẩm linh dị cực kỳ nguy hiểm, về sau tốt nhất là niêm phong cất vào kho. Cô hết sức không mở ra cây dù này lần nào nữa, nếu lần kế lại mất kiểm soát thì dù là ta cũng không tự tin có thể thành công. Dương Gian thầm nghĩ trong lòng, dù sao xử lý cây dù màu đen linh dị không phải dựa vào thực lực, mà là dựa vào độ may mắn. Thực lực mạnh mẽ tới đâu, nếu cầm nhầm cây dù rồi bị đưa vào tầng thứ 6 thì có khả năng sẽ toi đời. Mà muốn tìm kiếm đúng cây dù thì lại cần thử lỗi từng cái, nếu như không có thủ đoạn tương ứng, chỉ dựa vào chính mình thì căn bản không dám đi thử lỗi. Các bạn đang nghe chuyện khủng bố sống lại của tác giả Phật Tiền Hiến Hoa tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 3185, lại về cửa hàng 1. Dương Gian rời khỏi thành phố này, đồng thời cũng mang đi cây dù màu đen. Cư dân của tòa thành thị này hoàn toàn không biết sự xuất hiện của Dương Gian đã giải quyết giúp bọn họ sự kiện linh dị đáng sợ đến cỡ nào. Nếu lần hành động này thất bại, tòa thành thị này sẽ phải đối mặt với sự kiện linh dị vô cùng khủng bố, đến lúc đó không biết sẽ có bao nhiêu người chết ở trong tay ác quỷ. Mà Dương Gian cũng sẽ không đòi công lao với ai khi xử lý sự kiện linh dị, trước kia là vì sinh tồn, hiện tại là vì một phần trách nhiệm. Sau khi Dương Gian rời đi không có trở về thành phố Đại Sương, hiện tại thời gian gấp gáp, hắn cảm thấy chính mình cách ác quỷ thức tỉnh đã không còn xa, trước đó đặt ra thời gian đếm ngược 8 ngày đã bị rút ngắn, cho nên hắn nhất định phải chạy tới nơi kế tiếp. Nhưng trước đó, Dương Gian vẫn phải niêm phong cây dù màu đen một cách ổn thỏa, dùng vàng quấn quanh nó, cất vào trong hộp rồi thả chìm xuống quỷ hồ, tránh cho trong lúc vô ý bị mở ra. Dù ngày nào đó Dương Gian chết rồi, linh dị quỷ hồ thức tỉnh, thì cũng không ai có thể thâm nhập vào sâu trong quỷ hồ. Vớt lên cái hộp này từ nơi không biết tên nào đó, như vậy tránh cho phát sinh ngoài ý muốn ở mức độ lớn nhất. Đi thị trấn cổ Thái Bình một chuyến, Dương Gian có đầy đủ lý do đi đến con đường quỷ kia một chuyến, cho nên hắn lập tức lên đường. Tốc độ đi đường của quỷ vực rất nhanh, sau khi hắn xử lý xong cây dù màu đen chưa được bao lâu thì đã đi tới thị trấn cổ Thái Bình. Địa hình nơi này đã xảy ra biến đổi nghiêng trời lệch đất, thành phố gần đó bị quỷ hồ nhấn chìm, chỉ có một vài tòa cao ốc còn dựng thẳng ở trên mặt nước. Nhưng tòa cao ốc này sớm đã người đi lầu trống, là từng tòa cao ốc bị bỏ hoang, mà ở trung tâm tòa thành phố bị hồ nước nhấn chìm này, một con thuyền gỗ kiểu xưa dập dềnh vô định trên mặt hồ. Trên thuyền gỗ không có người sống, chỉ thỉnh thoảng có một bóng dáng âm u lạnh lẽo kỳ dị ngồi ở trên đầu thuyền, cầm một cây lược màu đỏ, trải vuốt mái tóc dài ướt sũng khắp đầu. Dương Gian đứng trên một tòa cao ốc ở mặt hồ nhìn thuyền gỗ lang thang gần đó, quỷ nhãn của hắn hơi chuyển động, cũng trông thấy quỷ nữ trên thuyền gỗ, đó là đầu nguồn của quỷ hồ.
Nếu có thể nhốt nó thì sự kiện quỷ hồ sẽ hoàn toàn biến mất, còn giả như có thể khống chế nó, vậy thì Dương Gian sẽ có thể hoàn toàn điều khiển được quỷ hồ. Nhưng mục tiêu hiện tại của Dương Gian không phải là nó. Quỷ hồ vẫn chưa có xu thế lan rộng, đây là việc rất tốt. Lần trước ta thay đổi địa hình, di chuyển thành phố và thị trấn quanh đó, tốn hao công sức lớn như vậy vẫn có một chút thu hoạch. Dương Gian lại nhìn quanh một vòng. Lân cận tòa thành thị này vốn là đồng bằng, nhưng hiện tại lại là núi lớn vòng quanh, hơn nữa vị trí quỷ hồ địa thế hiểm trở. Nếu không cưỡi máy bay, người bình thường muốn đi tới chỗ này mà chỉ dựa vào trèo đèo lội suối thì là một việc cực kỳ khó khăn. Cộng thêm tổng bộ phối hợp với tuyến phong tỏa được thiết lập ở ngoài núi lớn này, vậy càng là triệt tiêu khả năng người bình thường ngoài ý muốn tiếp cận nơi này. Quỷ hồ bị bao vây ở đây, nếu không có gì bất ngờ xảy ra thì hẳn là sẽ không gây ra chuyện gì trong mấy chục năm. Sau khi đã chắc chắn không có vấn đề gì nữa, Dương Gian thu về ánh mắt, xoay người rời khỏi. Đến khi lần nữa xuất hiện thì hắn đã đến một tòa thị trấn cổ ở đằng xa bị nước hồ nhấn chìm. Bởi vì nơi này không phải trung tâm của quỷ hồ, cho nên nước hồ không có sâu như vậy, toàn bộ thị trấn cổ chỉ có phân nửa không chìm trong nước. Đa số kiến trúc đều lộ ở trên mặt nước, dường như thuyền nhỏ chèo ở đây sẽ có thể tự do đi lại, thậm chí mang giày đi mưa cũng có thể lội qua một số nơi. Nhưng nếu bởi vì thấy nước cạn liền cho rằng không có nguy hiểm thì sai 10-10. Cho dù là một vũng nước đọng nho nhỏ, một khi người sống tiếp cận thì sẽ chìm vào vực sâu ngay lập tức, căn bản không thể nào sống sót. Chỉ có người ngự quỷ mang sẵn linh dị quỷ hồ như Dương Gian mới có thể hoàn toàn bỏ qua loại ảnh hưởng đáng sợ này, tự do đi lại ở trên mặt nước, không sợ bị quỷ hồ cắn nuốt. Lần trước tới thị trấn cổ Thái Bình, nơi này vẫn là một điểm thắng cảnh du lịch khá nổi tiếng, trên đường phố còn có người dạo chơi. Hiện tại đã thay đổi rất nhiều. Dương Gian đi trong hẻm nhỏ cũ kia. Lúc đầu hẻm nhỏ phong cách cổ này tràn ngập ý vị lịch sử, nhưng bây giờ vách tường loang lổ, đầy ẩm ướt, khắp nơi đều lộ ra một loại âm u và kỳ dị. Đi ở nơi như vậy, nếu một con quỷ đột nhiên ló ra từ chỗ nào đó thì Dương Gian cũng không cảm thấy kỳ lạ chút nào. Bởi vì dù là ở trong tầm mắt của quỷ nhãn, khắp chỗ này đều tràn ngập hơi thở linh dị. Dương Gian bước đi dựa theo ký ức rất nhanh đã tới chính giữa của một con phố. Hẳn là nơi này, hắn nhìn đằng trước. Nhưng ở đằng trước chỉ có một mặt vách tường, không có đường, càng không có cái gọi là con phố. Nhưng trong lòng Dương Gian hiểu rõ, con đường quỷ thật sự không tồn tại ở hiện thực, không thể thấy được lối vào con đường quỷ ở trong thực tại, chỉ có thông qua thủ đoạn linh dị mới có thể đi vào con đường quỷ, hoặc là đợi con đường quỷ tự mở ra, như thế thì dù là người sống cũng có thể đi vào. Các bạn đang nghe chuyện khủng bố sống lại của tác giả Phật Tiền Hiến Hoa tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 3186, lại về cửa hàng 2. Dương Gian không có thời gian đi đợi con đường quỷ mở ra, hắn trực tiếp vận dụng linh dị của quỷ nhãn. Trong tầm mắt của quỷ nhãn, một lối vào con đường cũ hiện ra ở trước mắt. Lúc này hắn căn bản không cần vận dụng quỷ vực xâm nhập. Hiện tại Dương Gian có sẵn linh dị xe buýt, sở hữu năng lực phá vỡ hiện thực, xuyên qua vùng đất linh dị, có thể đi bất cứ nơi nào miễn là biết địa điểm. Đi về phía trước mấy bước, Dương Gian đi vào con đường quỷ rất thuận lợi. Trên con đường này không bị linh dị của quỷ hồ xâm nhập, mặt đất khô ráo không thấy được chút vệt nước, đương nhiên nơi đây cũng không có người, cả con đường chẳng có lấy một bóng người. Nhưng nhìn từ bố trí ở trên đường phố, dường như trước đó chỗ này vẫn là một chợ phiên náo nhiệt. Bởi vì có rất nhiều quầy hàng đều đang ở trạng thái kinh doanh, cửa lớn của một số cửa hàng cũng đang mở ra. Khoảng thời gian gần nhất, Dương Gian xem như là người sống duy nhất bước vào đây. Con đường này có chút tương tự với con đường kia của thị trấn Bạch Thủy, đều là nơi kỳ dị không cách nào hiểu nổi. Trong lòng Dương Gian thầm nghĩ, lần thứ hai tới đây vẫn có một chút cảm thụ khác biệt. Chuyến đi này có hai mục đích. Đưa xác nữ kia vào đây, cùng với đi tiệm quan tài mua một cỗ quan tài, nhưng tiền quỷ trên người ta không còn nhiều, trước kia còn thiếu chị Hồng 100 đồng. Dương Gian suy nghĩ một hồi, trước tiên sờ sờ túi tiền, móc ra tiền quỷ đã chuẩn bị sẵn trước đó. Một xấp tiền màu sắc rực rỡ, mệnh giá là 3 đồng, 7 đồng. Nhưng cộng lại xấp này, tiền quỷ trong tay Dương Gian tổng cộng mới có 40 đồng. Ngay cả tiền để trả cho chị Hồng cũng không đủ. Nhưng thứ như tiền quỷ này lại rất khó tìm,
40 đồng trong tay này là Dương Gian đã móc rỗng toàn bộ tổng bộ, muốn tìm nữa thì chỉ có thể thử vận may trong sự kiện linh dị. May mà lúc này chị Hồng không có đòi nợ trước, nếu không thì bây giờ Dương Gian đã không còn một đồng nào, ngày hôm nay chỉ có thể đi làm ăn cướp, cướp bóc tiệm quan tài. Thế nhưng, chưa chắc Dương Gian không có ý tưởng này, dù sao một cỗ quan tài là 18 đồng, chỉ nghĩ đến thôi đã đau lòng. Trước kia hắn luôn cho rằng chính mình rất giàu, có rất nhiều tiền. Nhưng sau khi đi vào giới linh dị, Dương Gian mới phát hiện hắn vẫn bần cùng lắm. Sau khi kiểm lại một chút tiền tiết kiệm, Dương Gian ít nhiều đã có chút niềm tin, hắn cất số tiền lớn này bắt đầu đi vào sâu trong con đường quỷ. Tuy bên trong con đường quỷ có nhiều cửa hàng mở cửa, nhưng cũng có không ít cửa hàng ở trạng thái đóng cửa ngừng kinh doanh. Thí dụ như tiệm may đã đóng cửa, còn có tiệm thuốc đông y cũng đóng cửa. Dương Gian vừa đi vừa mở miệng nói, ta đã mang ngươi đến con đường quỷ của thị trấn Thái Bình, giao hẹn trước đó giữa hai ta đã hoàn thành. Âm thanh của hắn vang vọng trên đường phố. Khi Dương Gian vừa dứt lời, ngay lập tức, một bóng dáng kỳ dị đột nhiên xuất hiện ở sau lưng hắn giống như bất chợt hiện ra. Một xác nữ thân thể âm u lạnh lẽo, ánh mắt mang theo một chút đờ đẫn chậm rãi cất bước đi tới, nhưng rất nhanh. Trong mắt của xác nữ lần nữa khôi phục thần thái, hơn nữa trạng thái lần này dường như khá hơn chút so với trước kia. Xác nữ mở miệng nói chuyện, cảm ơn ngươi. Dương Gian nói, không cần cảm tạ ta, đây là giao dịch, giữa chúng ta chỉ là theo như nhu cầu mà thôi. Xác nữ không có đáp lời hắn, mà là xoay cổ nhìn về phía con đường quỷ, dường như đang tìm kiếm cái gì đó. Nơi đây vắng vẻ hơn trước kia rất nhiều, giống như đã hoàn toàn bị bỏ hoang. Xác nữ tự lẩm bẩm, dường như cảnh tượng trước mắt khác hoàn, toàn với bộ dạng con đường quỷ trong ấn tượng của nàng. Thời đại dân quốc đã trôi qua, người của thế hệ trước đều đã hạ màn, ngay cả thị trấn cổ Thái Bình cũng bị bao phủ bởi quỷ hồ, tất cả đã sớm cảnh con người mất. Dương Gian liếc mắt một cái, nói rõ trước, ta chỉ phụ trách mang ngươi tới nơi này, chuyện còn lại ta mặc kệ, ngoài ra, đừng làm phiền ta nữa. Ta còn cần ngươi giúp ta một chuyện. Xác nữ nhìn về phía Dương Gian. Chuyện gì? Dương Gian bỗng chốc cau mày, kẻ này vẫn thật sự muốn ỷ lại vào mình sao? Xác nữ nói, ở đây có một số nơi ta không nhận biết, ngươi có thể mang ta đi một cửa tiệm bán người giấy không? Tiệm vàng mã. Dương Gian lập tức hiểu nơi mà xác nữ này muốn đi. Đúng, là nơi đó. Dương Gian nói, ta đã đi chỗ kia một lần, còn từng ở nơi đó tiêu phí 3 đồng mua một con thuyền giấy, hiện tại chiếc thuyền giấy kia vẫn đang trôi nổi ở trên quỷ hồ. Ngươi muốn đi thì ta có thể dẫn ngươi đi, ở đằng trước thôi. Còn cho rằng là chuyện phiền toái gì, thì ra là dẫn đường. Dương Gian không từ chối sự tình thuận tay làm. Xác nữ gật đầu rồi lần nữa ngỏ ý cảm ơn. Dương Gian tiếp tục đi về phía trước. Sau khi đi ngang qua một số cửa hàng và quầy hàng ven đường, hắn lập tức đã trông thấy tiệm vàng mã ở trước mặt. Cửa hàng này thuộc loại hiếm khi mở cửa làm ăn, hơn nữa ở cửa đặt hai người giấy. Hai người giấy này một đen một trắng, một nam một nữ, hình tượng là hai đứa trẻ. Người giấy đặt ở cửa dường như đóng vai trò tiếp khách để thu hút sinh ý. Không may thị trấn cổ Thái Bình đã bị chìm. Con đường quỷ đã bị phong tỏa, nơi đây rất khó có thêm sinh ý. Dương Gian đến dường như hấp dẫn sự chú ý của hai người giấy ở cửa. Giây phút này, trên mặt của một người giấy đột nhiên biến thành một khuôn mặt tươi cười, sau đó không biết từ khi nào thay đổi vị trí. Hiển nhiên là đang hoan nghênh Dương Gian và xác nữ đi vào. Dương Gian nói, đây là tiệm vàng, mã ngươi muốn tìm. Xác nữ nói, ta cần ngươi đi vào cùng ta chỉ có thể hành động với ngươi. Vẻ mặt Dương Gian hơi thay đổi, nhìn tiệm vàng mã kỳ dị u ám này, ta hy vọng đây là yêu cầu cuối cùng của ngươi. Vì sớm thoát khỏi xác nữ dây dưa, hắn vẫn đồng ý yêu cầu nhỏ này của nàng. Hắn ngay lập tức đi vào tiệm vàng mã. Nhưng đây không phải lần đầu tiên Dương Gian đi vào cửa tiệm này, trong lòng ít nhiều có chút hiểu rõ, nếu đổi thành một cửa hàng xa lạ thì hắn tuyệt đối sẽ không đặt chân vào. Các bạn đang nghe chuyện khủng bố sống lại của tác giả Phật Tiền Hiến Hoa tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 3187, từng trải của xác nữ 1. Khi Dương Gian lần nữa đi ra tiệm vàng mã này, sau lưng hắn có thêm 3 người giấy, một xác nữ, mà đổi lại hắn phải trả 6 đồng tiền quỷ. 40 đồng bây giờ chỉ còn lại 34 đồng. Thứ tiền quỷ này càng dùng càng ít, hơn nữa vẫn chưa bổ sung,
Hiện tại Dương Gian đang nghĩ làm thế nào góp đủ 100 đồng trả lại cho chị Hồng. Dù sao không thể lấp liếm khoản nợ đó, đây chính là tiền mua mạng của bốn quốc vương. Sau khi Dương Gian về đến con đường quỷ, nhìn hai người giấy một đen một trắng đi theo sau lưng mình, cảm thấy có chút bất tiện, thế là dứt khoát thả hai người giấy này chìm vào quỷ hồ, đợi rời khỏi nơi này rồi lấy ra. Nguyên nhân mua hai người giấy này là vì hắn cảm thấy chính mình có lẽ cần một vài thứ để giữ cửa. Hai người giấy này thoạt nhìn rất tốt khi đứng trước cửa tiệm vàng mã, cho nên hắn mới muốn bỏ tiền mua về thử một lần xem có dùng được hay không, dù sao ưu đãi vừa rồi quả thật rất lớn, khiến người có chút động lòng. Hơn nữa thử một lần cũng không thiệt thòi gì nhiều. Sau khi đưa hai người giấy này đi thì phát hiện không biết từ khi nào người giấy mỹ nữ cạnh xác nữ đột nhiên bốc lên một trận khói đen, một ngọn lửa xuất hiện ở trên thân người giấy kia ngay. Sau đó, rất nhanh, ánh lửa phừng lên, người giấy này bị đốt. Dương Gian nhìn xác nữ nói, hửm, ngươi đang làm gì thế? Người giấy sẽ không vô duyên vô cớ bốc cháy, nguyên nhân nổi lửa chắc chắn có liên quan với xác nữ này. Lúc này xác nữ không trả lời hắn, mà là đi thẳng về phía người giấy bị đốt. Ánh lửa thiêu đốt người giấy rất lớn, đã nuốt sống xác nữ này ngay lập tức. Dương Gian chợt nhìn thấy, bên trong ánh lửa có bóng dáng của một cô gái đang thống khổ dãy giụa, kêu rên, giống như đang chịu đựng nỗi đau đớn khôn cùng. Nhưng sau một lúc, bên trong ánh lửa thế mà xuất hiện thêm bóng dáng của một cô gái khác, nhưng bóng dáng thứ hai lại lộ vẻ rất bình tĩnh, đứng ở nơi đó không nhúc nhích. Nhưng rất nhanh, bóng dáng cô gái dãy giụa trong ánh lửa kia dần dần bình tĩnh lại. Sau cùng hai bóng người bắt đầu từ từ chồng lên nhau, đến cuối cùng, hai bóng người hoàn toàn biến thành một, không còn phân biệt được. Lửa cháy dữ dội, nhưng tắt cũng nhanh. Chỉ chốc lát sau, ánh lửa đã bắt đầu nhanh chóng tắt lịm. Nhưng cùng lúc đó, bóng dáng bên trong ánh lửa lại ngày càng rõ ràng hơn. Cuối cùng ánh lửa tắt hoàn toàn, trên mặt đất để lại một đống tro tàn màu đen, mà đứng ở giữa tro tàn là một cô gái. Cô gái này đúng là xác nữ vừa rồi. Nhưng xác nữ lần nữa xuất hiện từ trong ánh lửa có chút biến đổi rất lớn với trước kia. Tuy mặt mày, dáng người vẫn như cũ, nhưng lại có thêm chút hơi thở khác biệt. Đó là hơi thở của người sống. Vốn là xác chết lạnh băng nặng mùi chết chóc, sau khi bị dính phải bởi ánh lửa đốt người giấy thì có một loại cảm giác sống lại. Xem bộ dạng thì người giấy mỹ nữ đó là một trong những mảnh ghép của xác nữ này, và châm lửa người giấy là thủ đoạn thả ra linh dị trong người nó. Trước đó ta từng ở tiệm vàng mã mua một chiếc thuyền giấy, cũng thông qua cách đốt để thả ra một chiếc thuyền gỗ thật trên quỷ hồ. Mắt Dương Gian lấp lóe, ngay lập tức hiểu ra ý đồ của xác nữ này. Nhưng Dương Gian có chút khó hiểu, tại sao xác nữ này lại biết chính xác một nửa mảnh ghép của mình ở trong con đường quỷ tại thị trấn Thái Bình. Hắn thậm chí mơ hồ cảm thấy xác nữ này là cố ý đặt nửa mảnh ghép kia của mình ở trong tiệm vàng mã, chỉ vì đợi đến ngày nào đó chính mình tỉnh lại rồi thu hồi. Trong lúc thoáng suy nghĩ, xác nữ đã mở mắt ra. Giây phút này, ánh mắt của xác nữ không còn trống rỗng, dại ra nữa, mà lộ ra thần thái của người sống. Tựa như thứ không trọn vẹn nào đó đã được đắp vào, khiến cả người nàng trở nên hoàn chỉnh hơn. Ta, thật sự sống lại rồi. Lúc này xác nữ tự lẩm bẩm, trong giọng nói lộ ra vài phần vô cùng kinh ngạc. Dường như bản thân nàng cũng không ngờ rằng chính mình cũng có ngày lần nữa sống lại, lần nữa xuất hiện ở trên thế giới này. Dương Gian nói, xem bộ dạng thì ngươi bây giờ mới là ngươi thật sự. Xác nữ nhìn về hướng Dương Gian, hơi nhíu mày, tựa hồ đang nhớ lại cái gì, rồi lại đánh giá. Dương Gian bình tĩnh nói, ngươi đang nhìn cái gì? Không ngờ rằng, ngươi lại trẻ tuổi như thế. Theo sau xác nữ phát ra một tiếng cảm thán, mà ta lại tin tưởng một người trẻ tuổi như vậy, phải biết rằng sống lại ta là một chuyện rất khó khăn. Dù đặt ở giới linh dị trước kia thì cũng rất khó làm được, càng miễn bàn là thời đại bây giờ. Đây có lẽ là vận may của ta. Ta còn phải làm những chuyện khác, không có thời gian nghe ngươi cảm khái. Dương Gian không muốn lãng phí nhiều thời gian, thấy xác nữ đã tìm về mảnh ghép, trạng thái khôi phục thì lập tức xoay người đi về hướng sâu hơn của con đường quỷ. Mà xác nữ sau khi thức tỉnh vẫn đứng yên tại chỗ không nhúc nhích. Thế nào? Sau khi sống lại đã muốn làm trái với giao hẹn, Dương Gian xoay người nói. Không, ta không muốn làm trái giao ước, ta muốn kêu ngươi cho ta một bộ đồ, đồ trên người của ta hỏng rồi. Xác nữ chậm rãi giơ tay lên, chỉ hơi chuyển động, bộ đồ vốn đã rách dưới trên. Người phong hóa trong nháy mắt, tiếp đó biến thành một đống mảnh vụn.
Rất hiển nhiên, tùy theo mảnh ghép của xác nữ được tìm về toàn bộ, linh dị trên người biến đổi, một ít đồ vật bên ngoài cũng nhận được ảnh hưởng, không cách nào giữ hình dáng trước đó. Các bạn đang nghe chuyện khủng bố sống lại của tác giả Phật Tiền Hiến Hoa tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 3188, từng trải của xác nữ 2. Cho ngươi, Dương Gian đưa tay chộp một cái, cùng với linh dị của quỷ lừa đảo xuất hiện, một bộ đồ đột nhiên hiện ra, sau đó hắn ném qua. Cảm ơn, xác nữ nhận lấy bộ đồ, ngay lập tức đã thay xong bộ quần áo mới. Không cần cảm ơn ta vẫn nói câu đó, giữa chúng ta là hai bên cùng có lợi, ta giúp ngươi sống lại, tìm toàn bộ mảnh ghép, sau đó ngươi phải giúp ta xử lý sự kiện linh dị. Dương Gian lần nữa nhắc nhở, nếu ngươi không tuân theo, vậy thì kể từ giây phút này chúng ta sẽ là kẻ địch, tuy ta biết ngươi không đơn giản, nhưng làm thịt ngươi hẳn là không phải vấn đề. Đây không phải uy hiếp, mà là cảnh cáo. Dương Gian nói xong thì mở ra quỷ nhãn, lần nữa nhìn nàng. Ta hiểu, nhưng ngươi cứ yên tâm, ta sẽ không làm trái, chuyện ta đã đáp ứng khi ý thức trước đó chưa tỉnh táo vẫn có hiệu lực. Xác nữ nghiêm túc nói, Dương Gian gật đầu, tiếp tục đi tới. Lúc này xác nữ theo sát phía sau. Nàng mới vừa thức tỉnh, có rất nhiều chuyện vẫn chưa biết, cũng rất lạ lẫm với thời đại này, vì vậy nàng rơi vào trong suy nghĩ miên man. Nhưng càng suy nghĩ, xác nữ lại càng mờ mịt. Nàng phát hiện thời gian chính mình sống lại dường như có hơi quá muộn. Muộn đến nỗi bản thân đã bỏ lỡ một thời đại. Bây giờ giới linh dị đã hoàn toàn thay đổi bộ dạng, hoàn toàn không phải thời kỳ chính mình quen thuộc kia. Mà người thân và bạn bè của mình khẳng định cũng đã qua đời hết. Nhiều nhất có mấy người thế hệ sau còn sống. Đúng rồi, ngươi tên là gì? Bên trong ký ức của ta không có tin tức của ngươi. Sau khi trầm tư thời gian dài, cô gái quyết định cố gắng nhanh chóng quen thuộc thời đại này. Nàng nhìn về phía Dương Gian đi ở đằng trước. Ta tên Dương Gian, còn ngươi? Dương Gian cũng tùy ý hàn huyên. Ta à? Cô gái lại trầm mặc. Tên trước kia của ta là Lâm Uẩn Huy, nhưng cái tên này hiện giờ dường như đã không còn ý nghĩa nữa. Ta đã ngủ say một thời đại, ta muốn đổi một cái tên. Nàng muốn bắt đầu lần nữa, bởi vì chính mình dù sao đã sống lại, không muốn lại gánh vác hết thảy của trước kia. Cái tên chỉ là một xưng hô, đổi hay không cũng chẳng quan trọng. Ngươi hẳn là hoạt động sôi nổi ở dân quốc, nhưng người của thời đại kia hầu như đã chết hết, còn ai biết ngươi là Lâm Uẩn Huy chứ? Dương Gian nói, nói có lý, vậy ta không đổi tên nữa. Lâm Uẩn Huy trầm ngâm một chút, cuối cùng gật đầu, không còn rối rắm về chuyện thay đổi một cái tên. Dương Gian vừa đi vừa nói chuyện phiếm với cô gái tên Lâm Uẩn Huy này. Tại sao xác chết của ngươi xuất hiện ở trên thuyền U Linh và vì sao một nửa mảnh ghép kia ở lại tiệm vàng mã? Đột nhiên, Dương Gian hỏi ra một vấn đề khá quan trọng. Lâm Uẩn Huy đáp lại, ta cũng không rõ tại sao xác chết của mình lại ở trên thuyền U Linh, ta chỉ biết ngay lúc đó bản thân sắp ác quỷ thức tỉnh. Ta không có bất kỳ biện pháp nào để giải quyết vấn đề ác quỷ thức tỉnh, ta đã nhờ nhiều người giúp đỡ. Cuối cùng thăm dò được một nơi như con đường quỷ ở thị trấn Thái Bình, có người nói nơi đây có lẽ sở hữu phương pháp giải quyết ác quỷ thức tỉnh. Sau khi ta đến con đường quỷ ở thị trấn Thái Bình thì quả thật đã tìm được chút biện pháp giải quyết ác quỷ thức tỉnh. Ta nhớ gần tiệm vàng mã vừa rồi còn có một tiệm thuốc đông y, ông chủ của tiệm thuốc đó có thể bán một loại thuốc đông y chậm lại ác quỷ thức tỉnh. Thuốc đông y, vẻ mặt của Dương Gian hơi thay đổi, hiện tại trong tay hắn còn một bao thuốc đông y, à, cụ già thời dân quốc kia tặng cho mình. Ông chủ hiệu thuốc đông y mà Lâm Uẩn Huy đã gặp phải chăng là cùng một người? Vậy tại sao ngươi không dùng một bao thuốc đông y? Dương Gian hỏi. Lâm Uẩn Huy nói, bởi vì ông chủ tiệm thuốc không bán cho ta, hắn nói ta không có chút tiềm lực nào, không xứng uống thuốc. Dương Gian nghe xong bình tĩnh nói, xem ra tính cách thời còn trẻ của ông chủ đó khá cứng rắn. Từ trong những lời này hắn có thể kết luận rằng, ông chủ hiệu thuốc đông y trong miệng Lâm Uẩn Huy chính là vị cụ già dân quốc mà hắn biết. Cụ già dân quốc kia đã dành cả đời tìm một biến số xuất hiện. Mà ông bằng lòng tặng Dương Gian ba bao thuốc đông y khẳng định cũng không phải vô duyên vô cớ, nhất định là nhìn chúng chút tiềm lực nào đó trên người Dương Gian. Nếu ông chủ hiệu thuốc đông y này gặp người là đưa thuốc, vậy thì sẽ không chịu đựng nổi giày vò như vậy. Do đó hơn phân nửa ông sẽ chỉ tặng hoặc là bán thuốc cho người ngự quỷ mà ông cảm thấy có tiềm lực.
Dù sao biến số 1 phần 10.000 đó không có khả năng xuất hiện ở trên người một kẻ bình thường không chút tiềm lực nào. Cho nên thực lực của Lâm Uẩn Huy này trong giới linh dị ở thời dân quốc không được xem như là một nhóm đứng đầu nhất, chỉ có thể coi là bình thường. Nhưng ngủ say mấy chục năm, sau khi giải quyết xong vấn đề ác quỷ thức tỉnh thì chưa chắc Lâm Uẩn Huy vẫn như vậy. Dương Gian nói, ngươi không mua được thuốc cho nên liền lựa chọn quan tài trong tiệm quan tài. Ngủ trong bộ quan tài kia quả thật có thể áp chế ác quỷ thức tỉnh. Lâm Uẩn Huy nói, đúng vậy, đó là phương pháp thứ ba ta tìm được. Khuyết điểm duy nhất là mua một cỗ quan tài quá đắt, lúc đó trên người ta không gom đủ tiền. Ta không còn cách nào khác ngoài việc đi tiệm vàng mã bán bản thân mình, nói chính xác hơn là bán đi phân nửa chính mình. Bán đi phân nửa chính mình, nét mặt của Dương Gian hơi thay đổi. Đúng thế, đây là một biện pháp tìm đường sống trong chỗ chết. Nếu như ta giải quyết xong vấn đề ác quỷ thức tỉnh, lần nữa sống lại, vậy ta có thể nghĩ biện pháp lấy về một nửa kia của mình từ bên trong tiệm vàng mã. Trong giới linh dị lúc ấy ta còn có vài người bạn, dù góp đủ tiền mua về người giấy của ta thì cũng không phải việc khó gì, chẳng qua tình huống lúc đó cấp bách nên ta chỉ có thể làm như vậy. Nếu như ta không giải quyết được vấn đề ác quỷ thức tỉnh của bản thân, vậy thì tất cả đều không còn ý nghĩa. Quá liều, nhưng ý nghĩ chính xác. Dương Gian gật đầu, cảm thấy Lâm Uẩn Huy lúc đó làm không sai. Không sống nổi thì nói cái gì cũng vô dụng. Hơn nữa khi đối mặt với ác quỷ thức tỉnh, có thể có biện pháp đã tốt lắm rồi, căn bản không kịp chọn ba lấy bốn. Các bạn đang nghe chuyện khủng bố sống lại của tác giả Phật Tiền Hiến Hoa tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 3189, tiệm quan tài xấu xa 1. Dương Gian và Lâm Uẩn Huy dọc theo con đường quỷ không ngừng đi về phía trước, mãi đến khi cuối cùng cửa hàng hai bên đường phố đều biến mất. Chỉ còn lại con đường lát đá xanh cũ kỹ này, một ngôi nhà nằm trơ trọi bắt đầu xuất hiện ở trong tầm mắt. Sắp đến rồi, phía trước là tiệm quan tài. Lần trước ta từng ngoài ý muốn đến nơi này, chẳng qua không có đi vào bên trong tiệm quan tài, mà cho rằng đây là điểm cuối, xoay người rời khỏi. Thế nên nghiêm túc mà nói, đây là lần đầu tiên ta tiếp xúc với tiệm quan tài này. Dương Gian vừa nói vừa nhìn về phía Lâm Uẩn Huy, nếu ngươi có tin tức quan trọng thì ta đề nghị ngươi nên tiết lộ trước. Trước kia ta đã đi vào bên trong, từng mua một cỗ quan tài, chẳng qua không có ở lâu, rất nhanh đã rời khỏi, không gặp phải hung hiểm gì. Ta cũng không tìm ra tin tức hữu dụng nào, chỉ biết một cỗ quan tài vào lúc đó rất đắt, cần tốn tận 36 đồng tiền quỷ, chẳng biết bây giờ vẫn còn giá này hay không. Lâm Uẩn Huy khẽ nói, Dương Gian nói, cái giá 36 đồng mà ngươi nói này hẳn là đã cách rất lâu trước đây, hiện tại đã sớm không phải cái giá này nữa. Lần trước khi ta tới, có một âm thanh từ trong tiệm quan tài truyền ra nói rằng một cỗ quan tài là 18 đồng, nhưng bây giờ đã qua một đoạn thời gian, có lẽ giá cả sẽ có biến đổi. Nếu chỉ đơn giản là mua một bộ quan tài thì tiền trong tay ngươi đã đủ rồi, sẽ không gặp phải bất cứ phiền phức gì, trừ phi. Ngươi có ý tưởng gì đó với tiệm quan tài này? Lâm Uẩn Huy nói, ta có suy nghĩ muốn cướp bóc tiệm quan tài. Dương Gian nói thẳng ra không chút giấu giếm. Lâm Uẩn Huy cũng không hề kinh ngạc, chỉ hơi trầm tư nói, không phải chưa từng có người ngự quỷ trước đó đánh cướp tiệm quan tài. Nhưng rủi ro rất lớn, bởi vì vào lúc ta còn sống thì chưa từng nghe nói có người thành công. Tìm hiểu tình huống trước rồi tính sau, Dương Gian nói. Mặc dù hắn có ý tưởng, nhưng cũng sẽ không hành sự lỗ mãng, đặc biệt là dưới tình huống hiện tại mua được quan tài thì càng phải cân nhắc lợi và hại. Hai người rất nhanh đã đứng ở trước tiệm quan tài nằm lẻ loi này. Cửa của tiệm quan tài đang mở, bên trong thắp một ngọn đèn dầu ố vàng, lờ mờ. Ngọn đèn treo ở giữa không trung miễn cưỡng rọi sáng toàn bộ cửa tiệm. Mà ở trong cửa tiệm lại trưng bày từng chiếc quan tài có kích thước và hình dạng giống nhau, sự khác biệt duy nhất là màu của những chiếc quan tài này đều khác nhau. Có quan tài sơn màu đen, bên trên viết một chữ điện, lộ vẻ âm sâu kỳ dị, có quan tài sơn màu đỏ, tươi đẹp như máu, cũng rợn người cực kỳ. Còn có quan tài là màu gỗ thô, dường như vẫn chưa chế tạo xong toàn bộ, không có sơn lên. Dương Gian đứng ở cửa quan sát sơ lược một lát, xác định tình huống của tiệm quan tài một chút, sau đó mới mang theo mấy phần cảnh giác đi vào. Theo quan sát vừa rồi, dường như tiệm quan tài và cửa hàng trên đường, trong trí nhớ không có khác bao nhiêu, cũng đều mở cửa làm ăn,
chỉ là thứ mua bán không giống nhau mà thôi. Nhưng trực giác nói cho Dương Gian biết, cửa tiệm bán quan tài nhất định có chỗ đặc biệt, nếu không thì cửa tiệm này sẽ chẳng một mình mở cửa ở nơi xa như vậy. Mới vừa đi đến cửa của tiệm quan tài, từ bên trong tiệm quan tài vốn tĩnh lặng bay ra một âm thanh sâu kín, nhìn một chút đi, quan tài tốt nhất, chỉ cần 10 đồng. 10 đồng, vẻ mặt của Dương Gian hơi thay đổi, giá này còn rẻ hơn lần trước lúc hắn đến, thậm chí rẻ hơn rất nhiều, thế mà một hơi hạ xuống 8 đồng. Xem ra việc buôn bán của tiệm quan tài này càng lúc càng không tốt, nên đành phải xuống giá. Nhưng dù cho giá của tiệm quan tài có giảm xuống, 10 đồng vẫn là một khoản tiền không nhỏ với Dương Gian vào lúc này. Vì phòng ngừa xảy ra ngoài ý muốn, Dương Gian đồng thời móc ra tiền quỷ khi vào cửa, lần này hắn học khôn. Chỉ lấy ra một tấm tiền quỷ 7 đồng và một tấm tiền quỷ 3 đồng, không nhiều không ít, vừa lúc đủ mua một bộ quan tài. Cầm tiền quỷ trong tay đi vào tiệm quan tài, khiến hắn yên lòng hơn một chút. Tiệm quan tài vốn trông âm u rợn người dường như cũng trở nên không còn đáng sợ như vậy vào lúc này. Nếu để giam giữ ác quỷ, ngươi phải mua quan tài màu đen. Nếu vì ứng đối vấn đề ác quỷ thức tỉnh giống ta trước đó, vậy thì ngươi phải mua quan tài màu đỏ. Lâm Uẩn Huy đi theo bên cạnh mở miệng nhắc nhở. Nhưng dù nàng không nhắc nhở thì Dương Gian cũng biết tác dụng của mỗi chiếc quan tài đều không giống nhau. Cho nên lần này hắn muốn mua một cỗ quan tài màu đỏ. Có lẽ hắn chưa chắc sẽ dùng đến cái quan tài màu đỏ này, nhưng lo trước khỏi họa. Ta muốn mua một cỗ quan tài màu đỏ. Dương Gian hơi giơ tiền quỷ trong tay, mở miệng nói. Các bạn đang nghe chuyện khủng bố sống lại của tác giả Phật Tiền Hiến Hoa tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 3190, Tiệm Quan, Tài Xấu Xa 2. Hiện tại hắn còn chưa muốn chọc vào phiền phức, dự định mua quan tài dựa theo quy củ bình thường. Nếu mọi thứ thuận lợi thì hắn sẽ thanh toán khoản giao dịch này, sau đó rời đi con đường quỷ, tránh cho thêm chuyện. Âm thanh không biết đến từ đâu lần nữa sâu thẳm vang lên từ trong tiệm quan tài màu đỏ đã bán hết rồi, chọn cái khác đi. Bán hết rồi, Dương Gian nhìn mấy cỗ quan tài màu đỏ được đặt ở trong tiệm, trên gương mặt lập tức lộ ra vẻ kỳ quái. Nhiều quan tài màu đỏ như thế mà ngươi nói bán hết rồi. Đây không phải là bịa đặt lung tung sao? Ta muốn cỗ quan tài này. Dương Gian đi sang bên cạnh mấy bước, vươn tay đặt lên trên nắp quan tài của một cỗ quan tài màu đỏ. Bộ quan tài kia đã bị người đặt trước, không thể bán cho ngươi. Giọng nói bên trong tiệm quan tài tiếp tục vang vọng. Bộ này thì sao? Dương Gian lại đặt mục tiêu lên một cỗ quan tài màu đỏ ở bên cạnh. Cũng bị đặt trước. Còn cỗ quan tài này đã bị đặt trước. Dương Gian phát hiện rằng, mặc kệ chính mình chọn bộ quan tài màu đỏ nào thì câu trả lời đưa ra đều là bị người đặt trước. Nhưng từ sau khi thị trấn cổ Thái Bình bị quỷ hồ nhấn chìm, căn bản không có người sống đến con đường quỷ, làm gì có ai chuyên môn tới đặt trước quan tài màu đỏ chứ? Dù có thì cũng không thể nào mua hết toàn bộ quan tài màu đỏ. Phải làm thế nào mới có thể bán cho ta một cỗ quan tài màu đỏ? Dương Gian hỏi với vẻ mặt nặng nề. Tiền đặt cọc của vị khách thứ hai phải cao hơn vị khách thứ nhất, ngươi mới có thể mua đi quan tài đã bị đặt trước. Âm thanh kia đưa ra lời giải thích. Ý câu này là 10 đồng không mua được một cỗ quan tài, cần thêm tiền, đúng không? Dương Gian rốt cuộc hiểu được ý của tiệm quan tài này. Làm nửa ngày thì ra là muốn trả giá. 10 đồng một cỗ quan tài chỉ là giao hàng, hấp dẫn khách vào tiệm, đợi đến lúc ngươi thật sự muốn mua lại phát hiện 10. Đồng căn bản không mua được quan tài ở đây, mỗi một chiếc đều bị đặt trước. Ta cần thêm bao nhiêu tiền? Dương Gian chịu đựng bực tức, nhẫn nhịn hỏi. Âm thanh bên trong tiệm quan tài đáp lại, vị khách trước đã chi 7 đồng tiền đặt cọc, ngươi cần trả cao hơn con số này. 7 đồng. Nói cách khác, Dương Gian ít nhất phải thêm 1 đồng mới được, vậy thì quan tài màu đỏ lại quay về với giá 18 đồng. Khoan đã, Dương Gian rất nhanh phát hiện có chỗ bất thường. Tiền quỷ trong tay hắn có mệnh giá là 3 đồng và 7 đồng, nếu như thêm 1 đồng thì căn bản không thể thanh toán được. Chỉ có thể thêm 3 đồng chi trả 20 đồng, đến lúc đó sẽ tìm về 2 đồng từ tiệm quan tài. Nhưng, tiền quỷ có mệnh giá 2 đồng sao? Nếu không có, phải chăng có nghĩa là tiệm quan tài này không có ý định trả tiền, trực tiếp ăn hết 2 đồng? Trò bịp. Mợ nó, toàn bộ đều là trò lừa gạt, đây căn bản không phải là một tiệm quan tài đứng đắn.
mà là một cửa tiệm ăn cướp đúng nghĩa. Thảo nào lần trước ông chủ hiệu thuốc đông y kiến nghị chính mình nếu có năng lực thì đi tiệm quan tài này đánh cướp. Xem ra ông chủ hiệu thuốc đông y cũng biết tiệm quan tài này không phải thứ tốt lành gì. Nếu như làm ăn đường hoàng ra dáng, không lừa già dối trẻ như tiệm vàng mã thì sao có thể khiến người mang ý tưởng đánh cướp nó chứ? Cuộc đời Dương Gian hận nhất là gian thương, làm ăn không đứng đắn. Hiện tại hắn còn có một loại ý tưởng muốn dùng một cây đuốc đốt luôn tiệm quan tài này. Nhưng nghĩ đến chính mình đang đối mặt với rủi ro ác quỷ thức tỉnh, hắn vẫn tạm thời nhịn xuống cơn bực bội. Ta ra 20 đồng, bán cho ta quan tài màu đỏ này. Dương Gian không còn cách nào khác, móc ra 10 đồng tiền quỷ từ trong túi. Thành giao. Âm thanh bên trong tiệm quan tài vang lên ngay lập tức, thoạt trông có chút gấp gáp. Mặt Dương Gian đen lại, chỉ cảm thấy chính mình bị gian thương hung hăng làm thịt một khoản tiền, thấy vô cùng đau lòng. Hắn chỉ có thể tự an ủi mình rằng, đợi sau khi bản thân giải quyết xong vấn đề ác quỷ thức tỉnh thì sẽ quay về tìm tiệm quan tài này tính sổ. Khi hắn đang nghĩ như vậy, giọng nói bên trong tiệm quan tài vang lên lần nữa, một cỗ quan tài màu đỏ 20 đồng, nhưng ngươi còn phải chi thêm 4 đồng làm phí khiêng quan tài. Phí khiêng quan tài, hơn nữa còn là 4 đồng. Tiệm quan tài này thế mà còn muốn đòi thêm 6 đồng của Dương Gian. Bởi vì không có cách nào trả 4 đồng, chỉ có thể trả 2 tấm tiền quỷ 3 đồng. Dương Gian sau khi trở thành người ngự quỷ thì tình cảm đã rất đạm bạc, nhưng vào giờ phút này vẫn dâng lên một luồng khí nóng. Vẻ mặt hắn u ám không nói lời nào, chỉ yên lặng cất vào 20 đồng tiền quỷ, sau đó nắm chặt thương dài màu đỏ trong tay. Đồng thời xung quanh bắt đầu xuất hiện từng ngọn quỷ hỏa âm u, tuyệt đối không thể lại nuông chiều cái cửa tiệm ăn cướp này, ngày hôm nay phải dạy dỗ nó. Các bạn vừa nghe xong tập 319 của bộ truyện khủng bố Sống Lại của tác giả Phật Tiền Hiến Hoa tại Thư viện Sách Nói miễn phí. truyệnđọcviệt.com. Mọi ý kiến góp ý xin vui lòng cho mình biết ở dưới phần bình luận video này. Và các bạn đừng quên nhấn like và theo dõi để giúp kênh phát triển nhé. Xin cảm ơn.